chỉ duy nhất trong hôm nay tại khu di tích Vàm Nhật Tảo, hàng ngàn chiếc bánh xèo miễn phí và rất rất nhiều ly nước lớn nhỏ, những tô bún được phục vụ tận bàn, hay những tô cháo chai nóng hổi, hay những chai xăm mát lạnh được mời gọi. Chưa hết đâu, còn không biết bao nhiêu bức tranh thư pháp, cơm chai ăn gì chọn nấy, còn có kem siêu ngon nữa chứ. Tới tối thì lại có đá bào, và đặc biệt là tấm lòng của tất cả mọi người ở trên đất nước Việt Nam tụ họp về đây, cùng nhau tham dự lễ kỷ niệm 155 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, được diễn ra tại đền thờ Vàm Nhật Tảo, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, kéo dài từ ngày 24 đến 26 tháng 10 năm 2023. Rất nhiều món ngon được phục vụ miễn phí và có võng cho bà con nghỉ ngơi. Trên đường đến đây thì chỉ tốn tiền xăng và tiền giữ xe 10.000 một chiếc. Khi qua đến đây rồi thì các bạn nhớ vô lễ bái trước rồi mình hãy qua ăn uống hen. Mọi người sẽ được ăn uống thả ga không giới hạn số lượng, và đặc biệt là món nào cũng ngon, món nào cũng chất lượng. Nhiều món thì ngồi tại chỗ đợi cô chú bưng tới, còn nhiều món thì các bạn xếp hàng để lấy nha. Và một điều cực kỳ quan trọng là đừng quên đem theo bao mũ đi đựng đồ ăn đem về nha. Cảm ơn mọi người đã coi đến cuối clip. Tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho, đừng quên nhấn follow và ủng hộ tụi mình nha. Bye bye.